Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với VSNews. Và trước khi bắt đầu vào tin tức của ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể cùng VSNews cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày nhé. Đuổi theo gà của nhà hàng xóm, một chú chó bị chính chủ của con gà chốt cổng tấn công dẫn đến không qua khỏi. Sự việc này hiện đang gây nên rất nhiều làn sóng chỉ trích từ dư luận trước tình trạng ngày càng nhiều những động vật bị ngược đãi trong thời gian vừa qua. Theo đó, tài khoản LTCT, chủ nhân của chú chó, đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân. Cô gái cho biết chú chó của cô đã đuổi theo gà của nhà hàng xóm, sau đó thì bị chính hàng xóm chốt cổng, hành hung dẫn đến không qua khỏi. Sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 10 vừa qua. Con nhà em có làm gì đâu mà người ta chốt cổng lại không cho con về, đập đầu con đến chết, chết không nhắm mắt luôn ạ. Gà người ta qua nhà em thì chó nhà em nó chạy theo qua nhà bên đó thôi. Kết cục, gà người ta không bị gì, còn con nhà em ra nông nỗi như này, vuốt đến mấy mắt cũng không nhắm. Em chết oan quá, mọi người lấy lại công bằng để em nó ra đi thanh thản. Trong clip trước khi em chút hơi thở cuối cùng, hắn còn bảo em chỉ đáng để làm thịt. Những tưởng ngày tháng còn lại sẽ là chuỗi những ngày bình yên và hạnh phúc thì em lại ra đi quá đột ngột và thê thảm vì sự man rợ của kẻ sát sinh máu lạnh. Trong những đoạn clip hiện trường được LTCT đăng tải, chú chó bị chảy rất nhiều máu. Gia đình chủ khi phát hiện ra sự việc đã òa lên khóc nức nở và ôm chú chó vào lòng vì quá xót thương. Theo chia sẻ của T, thì người ra tay đánh chú chó là người đàn ông hàng xóm trung tuổi. T cũng cho biết chú chó là vật nuôi của cả gia đình, được yêu thương và chăm sóc vô cùng tận tâm. Sự ra đi đột ngột và oan ức của chú chó đã khiến gia đình cô vô cùng đau xót. Cách đây một thời gian thì vụ việc một nam thanh niên ở Hà Nội vì giận nhau với bạn gái mà châm lửa thiêu sống một chú mèo của mình cũng đã từng khiến dư luận phẫn nộ và lên án. Trước tình trạng ngay cả nhiều động vật bị ngược đãi trong thời gian vừa qua thì nhiều người cũng cho rằng cần phải có thêm những biện pháp để bảo vệ động vật, nhất là những loài gần gũi với con người như là chó hay mèo. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Chúng mình là VSNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày.